Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản lỗ mãng, vô học, xúc phạm nghi lễ tôn giáo. Bạo lực với giáo hội Công giáo gia tăng với nhiều vụ việc liên tiếp xảy ra gần đây. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh đã có bài phân tích về hiện tượng này đăng tải. Mới đây, vụ việc một thanh niên xông vào thánh lễ giết chết linh mục Trần Ngọc Thanh đã gây bức xúc và xúc động mạnh, không chỉ trong đời sống người Công giáo mà còn gây sự phẫn nộ đến toàn xã hội, kể cả những người không thuộc giáo hội Công giáo. Đây là hình ảnh linh mục Trần Ngọc Thanh, người bị giết hại khi đang giải tội tại Kon Tum. Những vụ đốt nhà thờ, chém linh mục và giáo dân thường xảy ra ngày càng nhiều, cho thấy tình trạng đáng báo động. Có thể kể ra vài vụ gần đây nhất. Đó là khoảng 11 giờ ngày 22 tháng 4 năm 2021, Trần Trọng Ca lái xe đến nhà thờ giáo xứ An Khê tại An Khê, tỉnh Gia Lai, cầm theo một chiếc dao, hai con dao xông vào bãi giữ xe của nhà thờ rồi chém vào hai xe ô tô gây vỡ kính. Sau đó, Ca đi vào khu vực nhà ở của nhà thờ đuổi chém linh mục Trần Văn Truyền, sinh năm 1951, và anh Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1917, trú ở tổ 8, phường An Phú. Hai người được đưa đi cấp cứu kịp thời nên qua khỏi cơn nguy kịch. Sau khi gây án, Ca lái ô tô của mình đến một cây xăng, mua một can khoảng 18 lít, quay lại tưới vào cửa chính nhà thờ rồi châm lửa đốt. Và công an đã bắt tên Ca này để rồi kết luận rằng có biểu hiện tâm thần và thế là hết. Cho đến nay, mọi việc coi như chìm xuống. Trước đó, vào ngày 25 tháng 6 năm 2020, một thanh niên và nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 3 Kỳ Đồng do linh mục dòng Chúa Cứu Thế điều hành lên trên cung thánh châm lửa đốt. Sau đó, thanh niên này ra ngoài bậc thang nhà thờ ngồi do có người phát hiện và dập tắt lửa kịp thời nên không xảy ra thiệt hại lớn. Các quý cha và giáo dân báo cho công an phường 9, quận 3 tới điều tra. Sau đó, các cha và giáo dân đã giao thanh niên này cho cơ quan đưa về phường. Thế rồi, người này cũng được cơ quan công an ra thông báo là không truy cứu trách nhiệm hình sự vì tâm thần. Thông thường, những vụ việc đó, nhà cầm quyền thường kết luận rất mơ hồ rằng các thủ phạm không tâm thần thì cũng điên điên, không dở hơi thì cũng không bình thường. Đây là hình ảnh Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1989, hung thủ giết linh mục Trần Ngọc Thanh. Vụ việc tên thủ ác giết chết cha Trần Ngọc Thanh ở Ngọc Hồi, Kon Tum là một ví dụ. Nghe đoạn video mà công an đưa ra hỏi tên này, người ta không khỏi suy nghĩ rằng một kịch bản đã được giản dựng khi mà rất lâu sau vụ việc, báo chí của cả hệ thống tuyên truyền đã không hề đả động những tội ác này và sau đó, cả hệ thống đã copy và đăng tải bản tin mà công an đưa cho. Một vụ việc không có tâm thần, dư luận đang hết sức phẫn nộ, đòi xử lý vụ việc đến nơi đến chốn theo quy định của pháp luật. Kẻ giết chết linh mục Thanh thì một vụ việc khác đã xảy ra một cách hết sức trắng trợn vào sáng ngày 20 tháng 2 năm 2022 tại thị trấn huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Khi tiếp nhận thông tin này cũng hết sức ngỡ ngàng, không thể tin được rằng trong thế kỷ 21 này lại có những chuyện rừng rú và phá thánh lễ khi đang trong lúc phục vụ giáo hội Công giáo tại diễn ra trắng trợn đến như thế. Chính vì vậy, chúng tôi đã kiểm định lại thông tin này và liên hệ với linh mục Francisco Sa Trần Văn Liên, chính xứ của xứ này. Ngài cho biết sự việc như sau. Theo chương trình của năm truyền giáo, vào Chủ nhật thứ 3 trong tháng, cầu cho việc truyền giáo của Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng Cus sẽ dành 2 ngày thăm viếng các giáo xứ miền Hòa Bình vào buổi sáng. 20 tháng 2 năm 2022 là ngày Chủ nhật đầu tiên Ngài đi thăm giáo xứ Vụ Bản thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và dâng thánh lễ cho giáo xứ đó. Đây là hình ảnh Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn là Phạm Hồng Đức cùng với Phạm Văn Chiến là Phó Chủ tịch tại thánh lễ sáng ngày 20 tháng 2 năm 2022 tại giáo xứ Vụ Bản. Sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục và dâng thánh lễ là sự kiện trọng đại của giáo xứ, đáp ứng mong mỏi của giáo dân nơi đây. Trong thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 tại đây, khi thánh lễ đang tiến hành lúc hết sức linh thiêng là rước lễ, thì Bí thư Đảng ủy thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn Phạm Hồng Đức cùng với Phạm Văn Chiến
là phó chủ tịch đã xông lên cung thánh, giành microphone làm loạn thánh lễ, bất chấp Đức Cus Vũ Văn Thiên và các linh mục đang lồng tế ở đây. Diện mạo của hai kẻ xông lên cung thánh này mặc quần áo bạt công an cấp, nhìn như côn đồ, và những lời nói đe dọa xông vào cướp microphone của nhà thờ làm loạn. Chúng hò hét la lối vào microphone và loa phóng thanh, mặc cho giáo dân vẫn đang đọc kinh cầu nguyện hết sức nghiêm túc và các linh mục can ngăn. Đặc biệt là hành động phá rối thánh lễ linh thiêng của người Công giáo là một hành động rừng rú, lỗ mãng, vô giáo dục và là sự vi phạm trắng trợn niềm tin, tín ngưỡng của giáo dân Vũ Bản cũng như Giáo hội Công giáo Việt Nam và Giáo hội Hoàn Vũ. Bởi Giáo hội Công giáo, thánh lễ là thời điểm, địa điểm quan trọng nhất, bất khả xâm phạm. Đó là sự xúc phạm không thể có bất kỳ lý do nào để biện minh. Đây là hình ảnh ông Bí Thư Đảng ủy của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thị trấn Vũ Bản, huyện Lạc Sơn là Phạm Hồng Đức bên phải tại thánh lễ hôm 20 tháng 2 năm 2022 ở giáo xứ Vũ Bản. Thật sự mà nói thì sự việc này xảy ra tại Vũ Bản, một giáo xứ mới tái thành lập, giáo dân còn ít, bất ngờ và dễ bắt nạt. Còn nếu sự việc xúc phạm trắng trợn ngang nhiên xảy ra ở những vùng giáo dân lâu đời như Vinh hoặc có giáo xứ nào đó, thì kể cả Chủ tịch nước hay Bộ trưởng Công an cũng khó mà có đường về nguyên vẹn khi ngang nhiên xúc phạm trắng trợn thánh lễ linh thiêng của người Công giáo. Giáo xứ Vũ Bản nằm trong thị trấn Vũ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, cách trung tâm Hà Nội về hướng Tây Nam khoảng 120 km. Điều rất khó cho công an và cơ quan công quyền ở vụ này là thủ phạm chắc chắn không thể bị công an kết luận là tâm thần hoặc điên như vẫn thường thấy. Điều cũng khó hơn nữa là nhà cầm quyền Việt Nam vừa có hàng loạt văn bản thông tư rằng đưa Việt Nam trở lại bình thường, mở cửa cho cả thế giới vào Việt Nam để kiếm tiền, nên không thể nào dựa vào lý do dịch bệnh hoặc bất cứ lý do nào để có hành động ngăn cản hoặc phá hoại thánh lễ. Không phải ngẫu nhiên mà những vụ việc nhắm vào người Công giáo ngày càng gia tăng và ngày càng trầm trọng đến như vậy. Trong xã hội Việt Nam, một thời kể từ khi có nhà Cộng sản, người Công giáo luôn được xếp là một dạng công dân hạng hai trong mọi lĩnh vực, trong mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều lĩnh vực, nhiều phạm vi xã hội cấm có sự có mặt của người Công giáo. Hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi việc này đồng nghĩa Công giáo với lạc hậu, với sự thù địch, với phản động được thường xuyên liên tục giáo dục cho rất nhiều tầng lớp học sinh qua các thời kỳ. Đây là hình ảnh Hội Cờ Đỏ đấu tố linh mục Đặng Hữu Nam ở Nghệ An. Ảnh của báo Nghệ An. Chúng ta có thể thấy rất rõ điều này nếu như cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược với hàng chục vạn người dân, chiến sĩ bỏ mình trên biên giới cho Tổ quốc, cũng như 64 chiến sĩ bị Trung Quốc bắn chết ở đảo Gạc Ma và hàng chục ngàn km lãnh thổ của Tổ quốc, cũng như quần đảo Hoàng Sa, một phần Trường Sa đang nằm dưới gót giày của quân xâm lược Bắc Kinh. Nhưng nhà cầm quyền Việt Nam chỉ dành cho có 23 câu trong giáo trình giáo dục, nay thấy quá nhiều đã bớt đi, chỉ còn có 11 câu ở cuối chương trình. Thì ngược lại, những tác phẩm chống Công giáo, xuyên tạc tôn giáo nãy được một thời dạy dỗ rất kỹ và một thời lượng không hề nhỏ trong hệ thống giáo dục của Việt Nam. Ở đó có Bão biển của Chu Văn, có Ngày lễ Thánh và tác phẩm đầu độc người dân Việt Nam bằng mọi cách biến một phần dân tộc thành thủ địch. Chính vì tư duy nhà cầm quyền luôn nghi kỵ, luôn tuyên truyền độc hại mọi cách có chủ ý, làm xấu đi hệ thống tuyên truyền cộng sản xưa nay về tôn giáo chân chính, đã tạo nên trong xã hội Việt Nam tư duy thù địch với người Công giáo cũng như các tôn giáo khác mà nhà nước khó lòng kiểm soát. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng kiểu tỉa cành cho cây kiểng. Ai cũng biết rằng tham nhũng ở Việt Nam thì ngày càng nhiều, càng công khai, trừng tráo hơn và đã ăn sâu ở lũng đoạn của nhà nước, mặc dù có những người vẫn ca ngợi công cuộc lớp lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với hệ thống luật pháp dày đặc nhắm vào các đối tượng tham nhũng và các thiết chế quyền lực trên cả quyền hành, hành pháp và hệ thống tư pháp hiện hành. Thế nhưng, điều ngạc nhiên ở Việt Nam là càng đốt lò thì củi càng chồng chất cao hơn. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại họp báo kết thúc Đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội hôm 1 tháng 2 năm 2021.
Tác giả Nguyễn An đã có bài bình luận về tình trạng này dưới tựa đề "Chống tham nhũng kiểu cụ tổng, khéo quá, tỉa nhánh cho cây sum suê hơn". Dưới đây là thành tựu về chống tham nhũng trong năm 2021 do chính trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng, đồng thời là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tổng kết vào cuối tháng 1 năm 2022 vừa qua như sau. 7. Hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai nghị quyết của đại hội lần thứ 13, trong đó hội nghị về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết luận số 21 của Trung ương về Ban chấp hành Trung ương Đảng phải đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quy định số 37 của Trung ương của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Quy định tiếp số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Rồi thì quy định về số 41 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Quy định tiếp theo số 32 của Trung ương của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chỉ thị số 4 TV của Ban Bí thư Trung ương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Kết luận số 05 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50 của Trung ương vào ngày 7 tháng 12 năm 2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, thám án, tham nhũng. Rồi thì kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Quốc hội Việt Nam cũng đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự vào năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Thi hành án dân sự. Chính phủ và Thủ tướng ban hành 144 nghị định, 40 quyết định, các bộ, ngành ban hành hơn 700 thông tư liên tịch về chống tham nhũng, v.v. Đây là hình ảnh ông Phan Quốc Việt cùng các bị can bị khởi tố trong vụ án công ty Việt Á sản xuất bộ kit xét nghiệm COVID dởm, thu về hàng ngàn tỷ đồng với sự trợ giúp của các cơ quan, tuyên giáo và các bộ khoa học công nghệ, bộ y tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, kỷ luật 618 đảng viên do tham nhũng cố ý làm trái, tức là tăng 132 so với năm 2020, trong đó có 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đó là cán bộ lãnh đạo cấp cao. Xét xử 10 vụ án trọng điểm như vụ Bộ Công Thương và Tổng Công ty Rượu Bia Nước Giải Khát Sài Gòn CBCO liên quan đến dự án 246 Hai Bà Trưng ở Sài Gòn, vụ Công ty Nhật Cường, vụ Phan Văn Anh Vũ, vụ Enthanol Phú Thọ và Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam, vụ cải tạo và mở rộng sản xuất tại Công ty Gang thép Thái Nguyên, vụ đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi liên quan đến Bộ Quốc phòng, vụ tham ô tại Công ty Phát triển Công nghiệp Tân Thuận và vụ tham ô ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn. Và dư luận cũng cho rằng ông trưởng ban chống tham nhũng cũng không thể nào nhớ hết được quy định về chống tham nhũng. Quý vị thấy gì sau bản thống kê dài dằng dặc nói trên là câu hỏi được đặt ra. Có 3 điều có thể nhận định. Một là tham nhũng xảy ra ở khắp tất cả các lĩnh vực của bộ ngành được quản lý, kể cả trong quân đội và tư pháp, gồm có kiểm sát, tòa án, v.v. từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất. Hai là có quá nhiều văn bản pháp luật về chống tham nhũng, quá nhiều cuộc họp và hô khẩu hiệu chống tham nhũng. Tôi cam đoan không một ai, kể cả trưởng ban, có thể nhớ hết và phân định rạch ròi hệ thống pháp luật liên quan đến chống tham nhũng hiện nay của Việt Nam. Đây là hình ảnh các cán bộ lãnh đạo, lãnh sự Bộ Ngoại giao vừa bị bắt vì ăn hối lộ trong những chuyến bay giải cứu công dân, lấy giá cắt cổ, bao gồm cả cục phó, cục trưởng của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ba là mặc dù rối ren về hình thức, nhưng tất cả đống giấy tờ đó cũng như các phát biểu chỉ đạo của ông Tổng Bí thư kiêm trưởng ban chống tham nhũng Nguyễn Phú Trọng lại thống nhất kỳ lạ với một quan điểm. Chúng hoàn toàn không đề cập đến nguyên nhân, mấu chốt, nền tảng của vấn nạn tham nhũng tại Việt Nam. Đó là cơn cớ vì sao mà nguyên cái hệ thống này người ta dễ tham nhũng và buộc phải tham nhũng đến thế. Dư luận cho rằng Đảng cũng ăn từ con loang quăng trở đi. Hôm nay có một vụ tham nhũng mới nghe rất buồn cười. Trong năm 2016 đến 2020, Trung tâm Y tế thị xã Hòa Thành, Tây Ninh
được giao tổ chức đi triệt hạ các ổ loang quăng, phun thuốc diệt muỗi, vân vân. Một nhóm cán bộ và nhân viên đơn vị này đã kê khống số người thực tế đi diệt loang quăng để lấy tiền dư. Một vụ họ kê từ 7 người lên tới 76 người. Một vụ khác họ phải diệt loang quăng để phòng sốt xuất huyết, tổng số tiền khoảng hơn 24 triệu đồng, nhưng họ không làm mà chỉ lấy tiền chia nhau. Xui là sau đó dịch sốt xuất huyết không bùng phát nên không thể tổ chức đi diệt loang quăng bù và kê khống lên để hợp thức hóa số tiền đã xài nên bị phát hiện. Đây là hình ảnh tỉnh Hòa Bình của Việt Nam chi tới 11 tỷ đồng để lắp có mấy chữ trang trí phía sau tỉnh ủy, mỗi từ tốn khoảng 1 tỷ đồng. Chỉ vì vài chục triệu đồng cũng tham nhũng, ăn từ con loang quăng ăn đi. Nhưng nếu hỏi tại sao bộ máy chính quyền lại ăn không sót một con nào như vậy, khả năng cao sẽ nhận được câu trả lời là làm nhà nước mà không ăn thế thì lấy tiền đâu mà sống. Chứ tiền lương của thủ tướng, bộ trưởng xem tức là khoảng 15 triệu đồng, lương nhân viên khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Mà quyền hạn thì trùm đất, trùm trời, từ con loang quăng đến con khủng long, cái gì cũng cần xin, cần cho, cần được phép, cần được duyệt, cần được thông qua vân vân. Chẳng dùng quyền kiếm tiền, người ta lại chửi là ngu. Rồi không sớm thì muộn, cái nhân tố chứng mắt ấy cũng bị đá văng ra khỏi bộ máy của nhà nước. Tôi tìm đọc hai văn bản quốc gia của các chủ trương chống tham nhũng là kết luận số 21 vào ngày 25 tháng 10 năm 2021 và quy định 32 vào ngày 16 tháng 9 năm 2021 đều của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Lạ thay, cũng không có một chữ nào nói đến bất hợp lý giữa mức lương và quyền hạn của hệ thống cầm quyền. Kết luận 21 xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là xây dựng công tác chính trị, phê bình và tự phê bình, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thể chế hóa chủ trương của Đảng, sửa đổi các quy định hiện tại và tăng cường kiểm tra, giám sát. Và cuối cùng là tăng trách nhiệm giám sát của các cơ quan dân cử. Tóm lại là họ đã né hẳn nguyên nhân mà hô hào các giải pháp giật hình thức, đạo đức, không hề gắn với thực tế và không tưởng, đã lặp đi lặp lại suốt vài chục năm nay. Hiệu quả của nó dĩ nhiên là con số 0. Chẳng quan tham nào vì nâng cao phê bình và tự phê bình mà dừng lại hành vi tham nhũng cả. Đây là hình ảnh vào ngày 30 tháng 9, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển của Việt Nam đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu. Cũng chẳng có sự giám sát nào có hiệu lực khi đường dây tham nhũng đã bao gồm cả những người cầm cán cân công lý như công an, kiểm sát, tòa án. Quy định bài thì đẻ thêm một ban chỉ đạo trung ương nằm trên đầu của pháp luật. Công việc của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng được ghi rõ là trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng. Thật là nực cười, tự tay vào mặt mình như thế mà không đau ư. Việt Nam đã có đủ các thứ luật để phòng trừ và trừng trị tội tham nhũng. Đã ra giả kêu thượng tôn pháp luật thì cứ áp pháp luật mà làm. Kiểm tra, giám sát, bắt giam, xét xử là việc của khối tư pháp. Nhất cử, nhất động đều phải tuân thủ đúng pháp luật, ai sai đâu, xử đó. Tại sao lại mọc ra một nhóm người đứng ngoài mọi quy định của pháp luật để đi chỉ đạo khối tư pháp như vậy? Nếu chỉ đạo là ra lệnh xử nặng hơn hay xử sớm hơn thì lựa chiều dư luận cũng là điều dẫm vào pháp luật. Và lấy cơ sở nào để đảm bảo chính những người trong ban chỉ đạo chống tham nhũng thì không bao giờ tham nhũng đây? Trao quyền lực tối thượng như vậy vào tay những con người cụ thể lại là một nhóm người rất ít ỏi thì khác gì tuyên bố công khai với xã hội rằng đây mới chính là chùm cuối. Từ nay cứ chạy thẳng lên đây cho tập trung, chứ đừng phải chạy lung tung, mất thời gian. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các bạn biện minh kiểu gì cũng không thuận, vì tuy hô là thượng tôn pháp luật nhưng cuối cùng vẫn phải hiểu là luật rời cũng phải xếp dưới chân cái ban này của Đảng. Cho nên xét về mặt tổ chức, nó là một tổ chức không hợp pháp. Vì thế kinh phí dùng cho mọi hoạt động của ban chỉ đạo này cũng là một khoản tiền không hợp pháp. Đó cũng chính là tham nhũng. Tóm lại, sách lược chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư ngay bên ngoài thì có vẻ quyết liệt vì dân, nhưng thực chất ở bên trong chỉ là thêm giấy, thêm họp hành, thêm chi phí cho những hiệu triệu chém gió mà thôi. Chưa kể, giống như một số cây trồng, cứ mỗi năm phải tỉa nhánh cho mùa tới sum suê hơn. Việc chống tham nhũng bằng cách giữ thật nguyên cái gốc và hò hét chặt những cái nhánh chỉ giúp cho tham nhũng tập trung
đoàn kết với nhau hơn mà thôi.